Tuyệt chiêu giảm cân bằng cà phê hiệu quả, tốt cho sức khỏe. Bạn cần có một sự khoa học khi giảm cân bằng cà phê để có được kết quả tốt nhất. Sau bữa cơm khoảng 30 phút trở đi, bạn nên uống một tách cà phê đen. Cách này sẽ giúp giảm béo bụng nhanh chóng và hiệu quả. Những ly cà phê đen sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa tốt cho bạn. Nên uống cà phê đen, không đường và nóng để có kết quả cao hơn. Lý do là vì cà phê nóng sẽ giúp cơ thể bạn giải tỏa năng lượng nhanh hơn nhiều. Cà phê rang có hiệu quả cao hơn cà phê hòa tan bởi vì lượng caffeine không bị mất đi quá nhiều. Tập luyện thể dục, thể thao rất tốt cho quá trình giảm cân. Để tăng cường hiệu quả hơn, trước khi tập 30 phút bạn có thể uống một ly cà phê đen. Điều này sẽ giúp cho các axit béo sẽ chuyển hóa thành năng lượng, giúp tăng tốc độ đốt cháy mỡ hơn nữa. Buổi sáng, bạn cũng nên uống một ly cà phê đen không đường. Khi đó, cơ thể bạn sẽ có thêm sức sống, sức sáng tạo và sự hứng khởi hơn nữa cho một ngày làm việc. Không những thế, cảm giác đói cũng bị ức chế và bạn sẽ không nạp nhiều thức ăn vào. Nên uống cà phê khoảng 30 đến 60 phút sau bữa cơm. Bạn hãy dùng một tách cà phê không đường sau bữa tối sẽ giúp bạn giảm lượng mỡ thừa, giúp lượng chất béo tích tụ trong cơ thể được đốt cháy nhanh hơn để giảm cân. Tuy nhiên, những người hay bị khó tiêu, chứng mất ngủ không nên uống cà phê vào buổi tối. Đồng thời, bạn cũng không nên uống cà phê lúc đói vì cà phê có thể làm viêm loét dạ dày.